Trên khắp hành tinh của chúng ta, các thành phố bị bỏ rơi và những khu vực chết chóc vẫn còn nhiều bí ẩn. Những thị trấn phát triển ở những nơi đã từng sụp đổ. Các nhà máy công nghiệp bị bỏ rơi và đang bị quên lãng. Những thành phố từng thịnh vượng giờ trở nên quá độc hại cho cuộc sống con người. Đây là cái nhìn thoáng qua cho tương lai của những nơi mà mỗi chúng ta gọi là nhà. Nhìn có vẻ như đây là một ngôi làng Ý điển hình, nhưng các con hẻm trống rỗng và các mái vòm sụp đổ che giấu một quá khứ đen tối. Trên bờ biển ở một thế giới xa xôi, một chung cư hoang che giấu một lịch sử mờ nhạt của chính nó. Những tòa nhà đổ nát và bến cảng hoang tàn này chứng kiến các bài kiểm tra bí mật và các thí nghiệm khủng khiếp, tất cả đều vì danh nghĩa chiến thắng quân sự. Palestrino ở Ý và Hunter's Point của San Francisco là hai điểm rừng cô đơn trên hành tinh lãng quên của chúng ta. Các thị trấn và các ngôi làng nằm rải rác xung quanh những con đường chính ôm lấy bờ biển đẹp như tranh vẽ của Riviera nước Ý. Ẩn giấu sau những ngọn đồi phía trên là Palestrino, một thị trấn thời Trung Cổ nhỏ bé. Không có gì đáng nói trừ một thực tế quan trọng. Nó bị bỏ rơi. Đây là trung tâm của Palestrino, quảng trường, sân sau. Đây chính là huyết mạch của thành phố. Những đứa trẻ chơi sau giờ học, sau khi làm công việc lặt vặt của chúng. Cha mẹ làm đồng, ngồi nói chuyện, uống với nhau, tận hưởng một chút hương vị của cuộc sống. Ngày nay, nó là một thành phố chết. Nó trở nên xấu xí, nó trở nên ngập ngụa. Các mái nhà bị chôn vùi, nguồn nước bị ô nhiễm ở khắp nơi và nơi này đang sụp đổ. Palestrino trông giống như đã bị bỏ rơi trong nhiều thế kỷ. Thực ra, thành phố mới chỉ bị bỏ hoang trong vài thập kỷ. Tôi nhớ nhà của tôi nơi tôi đã sống ngần ấy năm. Nơi cha tôi cạo râu trên sân thượng đó. Tôi nhớ nó, mặc dù cuộc sống không thoải mái như bây giờ. Có một cộng đồng sống ở ngôi làng nơi gia đình quây quần. Chúng tôi biết lẫn nhau. Tất cả chúng tôi quan tâm đến nhau. Và ngày nay, điều này không còn tồn tại nữa. Các tòa nhà và bức tường không chỉ đơn giản là sụp đổ bởi vì mọi người đã ra đi. Nó còn nhiều lý do khác. Các công nhân đã rời đi vì thị trấn của họ đang sụp đổ. Các hạt giống của sự hủy diệt đã được trồng hơn 500 năm trước khi thị trấn bắt đầu được xây dựng. Trong thế kỷ 16, nước Ý không thống nhất dưới một lá cờ duy nhất. Các thành phố và thị trấn như Palestrino hoạt động dưới dạng tiểu bang, được quản lý bởi tất cả các nhà cai trị đầy quyền lực. Người cai trị Palestrino là Marquis Piro đệ nhị của gia đình Del Carretto, là chủ nhân cũ vùng đất từ lâu đài Palestrino, bao trùm khắp các thị trấn đang dần sụp đổ. Del Carretto quyết định xây dựng trụ sở chính của họ trong làng và xây dựng lâu đài ở đó, buộc cư dân sống ở thời kỳ đó quanh làng tham gia xây dựng lâu đài. Hoàn thành vào năm 1509, lâu đài bảo vệ cho người dân thị trấn với những người bị dính vào những vụ đụng độ bạo lực trong chiến tranh liên bang thành phố của Ý.
thị trấn đã phát triển xung quanh lâu đài, do đó các ngôi nhà san sát nhau tạo ra một vòng phòng thủ tự nhiên. Những gì ta có ở đây là một pháo đài rất quan trọng. Nó nằm trong khu vực kiểm soát các tuyến đường đi về phía Bắc và đi sâu vào nội địa. Nhưng Marquis không phải là một người cai trị từ bi. Sự tham lam và tàn ác của ông trở thành huyền thoại. Trong quá trình xây dựng lâu đài của mình, ông độc quyền tất cả các vật liệu xây dựng tốt nhất. Khi bạn nghĩ về lâu đài lớn, nằm trên thành phố Balestrino, bạn đang nói về những thứ tốt nhất, hay nhất về vật liệu xây dựng để xây dựng một lâu đài tuyệt đẹp. Điều đó đã khiến người dân thị trấn phải xây nhà của họ bằng bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Tôi đang đứng trên một bức tường lớn bị sụp đổ và khi xảy ra, nó đã xảy ra khắp Balestrino. Từ sự sụp đổ này, chúng ta có thể nhìn thấy vật liệu mà thành phố này được tạo thành. Khi người ta cày xới, khi người ta làm ruộng, họ dùng những tảng đá mà họ không muốn có trên đồng và nó trở thành công cụ xây dựng chính. Các vật liệu hầu hết từ địa phương rất nghèo nàn, ví dụ như cái này, tufo, đó là đá núi lửa. Nó có trên khắp nước Ý. Nó rất xốp và rất dễ vỡ. Nó vỡ ra khá dễ dàng. Những nguyên liệu khiêm tốn, thô sơ này khiến người dân thị trấn thất bại. Bạn thấy đấy, khắp thành phố là các vết nứt khổng lồ. Và cuối cùng, các hạt giống phát triển thành cỏ dại, bụi rậm và cây cối. Và tất cả những điều này có tác động đến việc làm vỡ các bức tường và khiến thành phố sụp đổ. Có một tòa nhà trong thành phố tránh được số phận này. Đi xuống phía dưới, thành phố Balestrino bị bỏ rơi, bị tàn phá, cỏ mọc khắp nơi. Nhưng ở đây, lâu đài này vẫn nguyên vẹn. Được xây dựng để tồn tại, lâu đài Balestrino vẫn thuộc quyền sở hữu của gia đình Del Caretto, hậu duệ của Marquis. Họ là những cư dân còn lại của thị trấn. Nhưng sự vững chãi của lâu đài không thể cứu vãn được nó khỏi sự hủy diệt cuối cùng. Được xây dựng vụng về trên sườn đồi, ngày nay toàn bộ thị trấn đang bị sập dưới sức nặng của nó. Thành phố được xây dựng trên những tảng đá nhô ra từ những ngọn đồi. Và thành phố có những con đường rất hẹp, như cơn gió thổi qua tảng đá. Nó được xây dựng ngay trên nền đá. Giống như một chiếc bánh cưới khổng lồ, Balestrino bao gồm một loạt các bậc thang, mỗi lớp hỗ trợ lớp bên trên nó. Do sức mạnh của nước, do sức mạnh của thiên nhiên, bạn nhìn thấy thành phố bị sụp đổ từng phần, mất đi, hư hỏng và đổ vỡ. Và để làm vấn đề thêm tệ hơn, địa tầng bên dưới thị trấn đôi lúc dịch chuyển và rung động. Khu vực này là một khu vực có nhiều khe và đường gãy nứt dưới lòng đất, nơi có nước chảy qua. Động đất cũng ảnh hưởng đến toàn khu vực. Năm 1887, một cơn địa chấn đã làm rung chuyển thị trấn, gây ra thiệt hại kéo dài đối với công trình. Qua nhiều thế kỷ, trong những nỗ lực để cứu căn nhà của mình, người dân và những lỗ hổng ngày càng dày hơn bằng bất cứ cách nào họ có thể. Khi bạn nhìn xuyên qua thành phố, bạn sẽ thấy nhiều thanh chèn đã được chèn vào các bức tường. Đó là để ngăn chặn các vết nứt kéo dài hơn. Có rất nhiều thành phần, về cơ bản các bức tường phụ, các khối bị chèn ép lên các bức tường sắp đổ. Có rất nhiều vật liệu được thu hồi từ các tòa nhà đã bị phá hủy trước đây. Các bộ phận của công trình này bao gồm các mảnh đá cẩm thạch như thế này, là các mảnh vỡ của một chiếc cột nhỏ.
từ đống đổ nát của thị trấn, những ký ức về cuộc sống dưới thời Marquis chuyên chế vẫn còn đâu đây. Đó là thời gian bị áp bức, đàn áp và giết người. Thời gian và lịch sử đè nặng lên những ngõ tối của Balestrino. Số phận bi thảm của thị trấn bắt nguồn từ các quy định độc tài của Marquis. Ông yêu cầu kiểm soát tất cả mọi thứ, bao gồm cả đất đai, cây cối và ngay cả động vật hoang dã. Săn bắn mà không được phép được coi là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Có một loạt các tội không được phép như ăn cắp gỗ hoặc vật liệu xây dựng. Pháp luật được quản lý bởi Marquis thông qua các thuộc hạ của ông và họ trừng phạt tất cả tội phạm chống lại người Marquis. Một chiếc cột vỡ vẫn đứng đó sau nhiều thế kỷ, đánh dấu chính nơi mà Marquis đã xử lý những kẻ phạm tội. Hình phạt rất nặng, nó có thể bao gồm treo ai đó bằng cánh tay phía sau vai đến khi bị gãy hoặc vai bị chật khớp. Điều đó sẽ ngăn anh ta không thể có một cuộc sống thoải mái và tự chăm sóc mình được. Những người bị hại thường tìm kiếm sự an ủi tại hai nhà thờ của thị trấn, Saint George và Saint Andrea. Trong những bức tường giờ đã bị phá vỡ, họ đã khóc và cầu nguyện. Đây là nơi tổ chức những sự kiện xã hội, tôn giáo, lễ hội. Một cơ hội để thương tiếc người chết, mọi tầng lớp khác nhau của cuộc sống đều xoay quanh vai trò của nhà thờ. Tuy nhiên, ngay cả những nhà thờ chỉ là một công cụ để Marquis áp bức người dân. Ở Balestrino có hai điểm trọng tâm của quyền lực, không chỉ gia đình Marquis sống ở phía trên của lâu đài, mà còn trong thành phố, ở các nhà thờ. Và linh mục của nhà thờ là một người có học vấn, nhưng thực ra cũng là một nguồn sức mạnh. Ông cũng là một giới chức của nhà thờ vì ông ấy biết đọc và tính toán, và cả thu thuế nữa. Trong bất cứ thứ gì mà người Balestrino sản xuất, cho dù đó là vật liệu xây dựng, trứng hay dầu ô liu, luôn có một phần đi vào túi Marquis. Đây là lý do khiến cư dân Balestrino phải sống một cuộc đời rất nghèo túng, lao động vất vả cho chính họ và cho Marquis. Một người Agraria nghèo, người dân Balestrino coi trọng vật nuôi trong trang trại như gia đình. Sống chung với người là động vật. Vì vậy, chúng không phải ở một nơi nào đó trên đồng cỏ. Chúng không ở trong các nhà kho. Các chuồng gia súc nằm ngay bên dưới mỗi ngôi nhà, hoặc thậm chí ở tầng trệt và các căn hộ sinh sống bên trên. Bạn có thể tưởng tượng các âm thanh trong gia đình, tiếng cười của trẻ em, trộn lẫn với âm thanh của tất cả các động vật. Sự quản lý của Marquis can thiệp sâu vào từng ngôi nhà của người dân thị trấn. Một ví dụ là Marquis có quyền hưởng đêm hầu. Tức là khi ai đó ở địa phương lập gia đình, thì Marquis có quyền ngủ với cô dâu. Đây là những thứ mà rất nhiều người không ủng hộ, nhưng làm thế nào để họ có thể đối đầu được? Thống trị quyền lực từ lâu đài, Marquis uy quyền đã khẳng định hoàn toàn quyền kiểm soát kinh tế và xã hội đối với Balestrino.
Nhưng chính ông ta cũng không phải là người bất khả chiến bại. Mặc dù đã lập gia đình, Piro đệ nhị đã say mê một trong những dân thường, một cô gái dưới thị trấn. Cô gái xin cho ông hai người con trai. Do không hợp pháp, họ không có quyền sở hữu tài sản của ông. Và ông ta cũng không định cho họ bất kỳ thứ gì. Hãy suy nghĩ về động lực của hai cậu bé, đó là cha của họ. Ông ta là người chịu trách nhiệm. Ông ta là người có quyền lực. Ông ta là người có quyền thế, giàu có. Nhưng họ không có được điều đó. Sự phủ nhận quyền lực với người cha đó có thể dẫn dắt khiến bạn làm những việc quyết liệt. Trong đêm 16 tháng 3 năm 1561, hai anh em lao vào lâu đài và giết Marquis trong phòng ngủ. Một số người nói hồn ma của ông vẫn ám ảnh tòa lâu đài. Trên thực tế, Marquis vẫn tiếp tục để lại dấu ấn cho thị trấn cho đến ngày nay. Năm thế kỷ sau khi ông qua đời, người dân Balestrino không chịu nổi quy tắc tàn nhẫn của ông ta. Thị trấn Balestrino phát triển mạnh mẽ trong gần 500 năm sau cái chết của Marquis chuyên chế. Nhưng những vật liệu xây dựng nghèo nàn mà ông cho phép người dân của mình xây dựng kết hợp với địa hình vốn không ổn định cuối cùng đã dẫn đến việc thị trấn bị bỏ phế. Năm 1953, trích dẫn những sai sót về kết cấu và các hoạt động địa chấn nguy hiểm, chính quyền bang tuyên bố Balestrino không an toàn để sinh sống. Các quan chức bắt đầu xây dựng một ngôi làng thay thế, cách đó gần 1 km. Đây là cơ hội để có những căn nhà tốt, kiên cố, hiện đại theo thời kỳ. Từ giây phút đó, 10 năm tiếp theo, ngôi làng đã bị bỏ rơi hoàn toàn một cách chậm rãi. Tôi sống trong ngôi nhà này cho đến năm 1960. Và sau đó tôi trở lại năm 1967. Vào năm 1967, một trận động đất tháng 7 năm đó đã thuyết phục chúng tôi rằng việc giữ ngôi nhà trong ngôi làng cổ là rất nguy hiểm. Và vì thế, chúng tôi đã từ bỏ nó. Khi họ rời đi, người dân thị trấn đã tháo dỡ nhà cửa của họ. Họ mang theo ngói nhà để xây dựng nhà ở làng mới. Những gì bạn có thể nhìn thấy bên trong ngôi làng ngày nay là kết quả của sự bỏ rơi đó và sự thiếu duy tu bảo dưỡng các công trình. Và nó bắt đầu một quá trình xuống cấp và sụp đổ từ từ toàn bộ công trình của các tòa nhà trong ngôi làng. Khi cư dân của thị trấn bỏ lại nhà của họ, họ cũng nói lời tạm biệt với một cuộc sống cao quý của mình. Những cư dân trước đây vẫn còn nhớ một thời đã bị lãng quên. Tôi sống ở ngôi làng này đến khi tôi 10 tuổi. Cha tôi là thị trưởng trước tôi và gia đình tôi đến từ Balestrino. Do đó sự gắn bó với ngôi làng xuất phát từ trái tim. Những căn nhà nằm sát nhau của Balestrino là nơi sinh sống của 300 người với mối quan hệ gần gũi. Ngày nay chỉ còn lại những kỷ niệm xa vời của một xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ngày nay cuộc sống xã hội ngày càng siết chặt hơn, mọi người biết mọi thứ. Nếu ai đó không về nhà buổi tối thì mọi người đều biết nơi để tìm. Cuộc sống xã hội có thể đã trở nên phong phú, nhưng sự thịnh vượng đã rời xa thị trấn. Họ đã phải làm việc vất vả để có được mọi thứ, có thể từ khu vực sườn đồi lởm chởm đá.
Người dân Balestrino chủ yếu tập trung vào việc trồng cây ô liu, làm dầu ô liu. Họ cũng quan tâm nhiều đến hạt rẻ. Cây hạt rẻ đã gần như biến mất vì sâu bệnh ảnh hưởng đến rừng xung quanh làng. Cây ô liu có thể tồn tại mặc dù việc canh tác đã giảm rất nhiều so với những năm trước hoặc trong thời Trung Cổ. Cây ô liu vẫn mọc lên ở vùng nông thôn. Canh tác nông nghiệp vẫn còn tiếp tục ở ngoại ô của thị trấn. Nông nghiệp là việc đầu tiên, những thứ khác xếp thứ hai. Một trong hai thợ cắt tóc đã làm việc tại quảng trường này sau cánh cửa đó. Nhưng họ đã không làm việc ban ngày vì cắt tóc là công việc thứ hai của họ và được làm vào buổi tối. Đối với trẻ em, vùng nông thôn mang lại một khoảng thời gian nghỉ ngơi khỏi công việc và trường học. Chúng tôi chơi trên các đồng cỏ cho đến tối và tôi nhớ ông nội của tôi cho tôi một túi quả sung khô rất tốt cho sức khỏe và trẻ em cũng rất thích chúng. Sau một ngày dài làm việc và vui chơi, các gia đình tập trung quây quần bên bàn ăn tối. Một bữa ăn được tạo ra từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay tại nơi đây ở giữa ngôi nhà. Đây là ví dụ về bếp điển hình của Balestrino, nơi bạn có thể thấy ba phần cơ bản của nhà bếp. Lò nướng gần lò sưởi, đó là điểm nhấn của nhà bếp. Bên cạnh đó là bếp. Mỗi bộ phận này có một chức năng cụ thể cho cuộc sống bên trong ngôi nhà. Lò nướng được sử dụng để nướng bánh mì. Ở đây bạn chuẩn bị các món súp và là nơi cất nồi. Và trong này là bếp để giữ ấm thức ăn. Ở Balestrino, lò nướng là kho báu. Nhiều thế kỷ trước, Marquis đã không cho phép lò nướng như thế này trong nhà của bất cứ ai. Chỉ thị của ông là để kiểm soát người dân và gia tăng sự kiểm soát trong cuộc sống hàng ngày. Người ta không thể nướng bánh mì tại nhà riêng của họ mà phải mua nó từ lò nướng của những người thống trị lúc bấy giờ. Chỉ trong những năm sau đó, người dân mới được xây dựng một lò nướng ở trong nhà của họ. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại không bao giờ xâm nhập được Balestrino. Đường phố ở đây xa lạ với xe hơi và họ di chuyển bằng xe đạp. Vào cuối ngày của cuộc sống bình dị, tất cả mọi người tản bộ trên các con đường dẫn đến sân trung tâm quảng trường. Vào buổi tối, những người cao tuổi gặp nhau ngồi trên bức tường này và nói chuyện, kể cho nhau nghe những kinh nghiệm trong ngày. Trẻ em chơi bóng đá ở đây. Ngày nay, các cư dân trước đây đang thúc đẩy kế hoạch bảo vệ một số tòa nhà của thị trấn và hồi sinh ngôi làng. Nhưng thời gian còn lại rất ít. Vấn đề bảo vệ chúng là một vấn đề rất đặc biệt của Balestrino, bởi vì sự sụp đổ diễn ra rất nhanh. Do đó, điều quan trọng là phải hành động. Nếu các công trình không có người ở, không được duy trì, nếu mái nhà không có ở bên trên của công trình nữa, nếu nước không có chỗ thoát, những tòa nhà to lớn này sẽ sụp đổ. Tôi hy vọng rằng mọi người thực hiện dự án này sẽ thành công và tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ bằng mọi cách có thể. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ngôi làng sống lại. Có lẽ một ngày nào đó, trẻ em sẽ lại chơi ở sân của Balestrino.
tai họa bị bỏ rơi không mang lại chút lợi ích nào. Chúng tấn công một ngôi làng nhỏ và cổ ở những ngọn đồi của Ý. Chúng cũng mang lại sự suy tàn cho một nơi gần một trong những thành phố lớn của nước giàu nhất trên thế giới. Một công trình bằng gạch đang bị đổ nát giống như một lăng mộ cũ. Những mảnh gỗ ở bến tàu bị vỡ ra nhô lên như những ngón tay xương sầu trên nước lạnh. Nhưng đống cọc bị thời gian làm mai một vươn lên từ dưới sâu để hỗ trợ bến tàu ma. Đây không phải là làng đánh cá ở một góc nào đó bị lãng quên trên hành tinh của chúng ta. Khuôn viên ám ảnh này nằm ngay 8 km về phía nam của một trong những thành phố đẹp nhất và đắt nhất trên thế giới. Đây là vùng biển của vịnh San Francisco và nơi này là xưởng đóng tàu hải quân Hunter's Point. Tàu ngầm từng được tiếp nhiên liệu tại các bến tàu trống và các tòa nhà bị thời gian làm hư hại đã từng nhộn nhịp với những người đàn ông xây dựng và sửa chữa các tàu chiến tiên tiến nhất trên thế giới. Hải quân xây dựng cơ sở này vào năm 1941 và chỉ vài tháng trước khi Hoa Kỳ tham chiến trong Thế chiến thứ hai. Khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, phản ứng trên bờ biển phía Tây không chỉ gây sốc và phẫn nộ mà còn hoảng loạn vì cảm thấy hạm đội Thái Bình Dương đã bị nhấn chìm tại Trân Châu Cảng và ở đây không có bảo vệ. Chúng tôi phải đóng tàu, chúng tôi phải sửa chữa những con tàu bị hư hại tại Trân Châu Cảng, chúng tôi phải xây dựng tàu mới và chúng tôi phải có một căn cứ. Vùng vịnh San Francisco là nơi đó. Trong Thế chiến thứ hai, khoảng 17.000 công nhân đã tập hợp tại Hunter's Point. Nhà máy đóng tàu đã phục vụ hơn 600 tàu chiến và tàu hàng trong chiến tranh. Khu vực vịnh San Francisco trong thời điểm Thế chiến thứ hai là cơ sở đóng tàu lớn nhất trên thế giới. Và nơi này, Hunter's Point là trung tâm. Các công nhân ở đây chỉ cần khoảng 2 tuần để lắp ráp tàu tự do, một tàu chở hàng rất quan trọng. Hunter's Point đã đóng góp vào nỗ lực quốc gia để có thể hạ thủy khoảng 3 tàu tự do mỗi ngày, nhiều hơn số tàu bị bắn chìm. Tuy nhiên, công việc chủ yếu là việc sửa chữa tàu. Đây là một nơi đóng tàu lớn cho Hải quân Hoa Kỳ. Họ sửa chữa tàu ngầm, thiết giáp hạm, tàu tuần dương, tất cả mọi thứ, đạn dược. Họ làm việc ở đây khoảng 3 ca mỗi ngày, có thể 4 ca một ngày, 24 giờ một ngày. Công cụ sửa chữa mạnh nhất của trung tâm đóng tàu là quái vật 630 tấn này. Nó vẫn đứng sừng sững trên phần còn lại của Hunter's Point. Cần cầu lớn có khả năng nâng hàng triệu kg đủ để di chuyển tháp súng Tiểu Liên. Các tứ đại trong Thế chiến thứ hai, Missouri, Iowa, Wisconsin và New Jersey, có 3 tháp pháo lớn đều có 3 khẩu súng trong đó. Vậy là họ có 9 khẩu súng.
Để kéo ra khỏi tàu, họ đã sử dụng cần cầu lớn để kéo chúng. Không tàu chiến nào qua cảng Hunter's Point có nhiều tác động đến chiến tranh so với chiếc tàu cập bến tại bến tàu vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 1945. Các bộ phận của một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất từng được lắp ráp đã được đưa đến Hunter's Point và được lắp đặt trên tàu tuần dương Indianapolis. Thuyền trưởng hoặc thủy thủ tàu không ai biết rằng họ đã đưa lên tàu một thứ hàng hóa có chứa các bộ phận cấu thành của quả bom nguyên tử đầu tiên. Nhân viên bến tàu bốc một thùng gỗ và một thùng vỏ chì có chứa uranium lên tàu. Tàu tuần dương Indianapolis giao thành công lô hàng đến một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, nơi sẽ lắp ráp từng phần tạo thành một loại vũ khí có tên là cậu bé. Vào ngày 6 tháng 8, máy bay thả bom B-29 đã thả nó xuống thành phố Hiroshima. Đó là sự bắt đầu cho việc kết thúc chiến tranh. Và quả bom đó đã được đưa lên tàu từ đây, đi qua cầu cổng vàng, trên tàu tuần dương Indianapolis. Trước khi thả quả bom định mệnh này, sức mạnh của Hải quân chủ yếu dựa vào vũ khí thông thường, được sản xuất từ các cơ sở sản xuất tại các tòa nhà công nghiệp. Thứ đã từng tạo ra một cỗ máy chiến tranh không thể ngăn cản, giờ đứng bất lực trước sự hoang tàn. Đối với nhà thám hiểm đô thị như Scott Hafner, Hunter's Point mang lại một cái nhìn thoáng qua về một thế giới đang bị suy tàn. Tôi là một nhà thám hiểm đô thị. Tôi đi xung quanh các tòa nhà bỏ hoang, các tòa nhà bị bỏ rơi. Nhìn chung là những nơi mà mọi người thường không đến, những nơi bị cấm. Ở đây, tại Hunter's Point, các tác phẩm của con người từng là công nghệ tiên tiến đã trở thành lỗi thời. Chúng tôi đang ngồi ngay tại đây trên vịnh với màn sương mù mờ ảo. Tất cả những thứ đó dễ dàng thâm nhập vào các công trình. Muối đặc biệt dễ ăn mòn. Rất nhiều các tòa nhà là kim loại nên muối bắt đầu ăn mòn. Sắt và các thứ bắt đầu bị rỉ sét. Có các lỗ hổng ở trên mái nhà, nơi nước lọt vào và chúng ta có thể nghe tiếng nước nhỏ giọt ngay lúc này. Không được kiểm soát, các tòa nhà sẽ sụp đổ. Hải quân đã không còn ở lại. Những người bị xã hội ruồng bỏ chuyển đến. Bạn gặp những kẻ phá hoại và cả các nghệ sĩ graffiti, những người lấn chiếm đất, người vô gia cư. Thực sự buồn. Ý tôi là bạn sẽ thấy giường tạm và những căn phòng bẩn, những hộp thuốc lá và hộp đựng thức ăn. Vậy nên một trong những điều bạn thấy trong các tòa nhà bị bỏ hoang, đó là một mỏ vàng cho những tên trộm đồng hoặc thợ đồng. Họ lấy đồng và bán nó, bởi vì bây giờ bán đồng kiếm được khá nhiều tiền. Và chúng ta có thể nhìn thấy trên các hộp cầu dao này, nó đã bị bóc hết ra. Đây từng là một bảng điều khiển và đã có dây đồng đi lên qua các ống dẫn. Khi Hải quân rời Hunter's Point, họ đã bắt đầu tháo dỡ và di rời cỗ máy chiến tranh. Ngày nay gần như bị xáo trộn bởi các cụm công nghiệp lớn, với các nhà máy đóng tàu rộng 500 hectare. Bên trong tòa nhà 231, một cửa hàng bán máy móc cũ, sự im lặng ăn mòn đã
đã thay thế những âm thanh lanh canh của kim loại trong lúc làm việc. Tôi ở tầng trên cùng của một cụm công nghiệp cũ. Chúng tôi đã thấy có lò nung này ở đây và thiên nhiên đã tìm cách để xâm nhập vào bên trong. Cây dương xỉ mọc ra từ bên cạnh và một cây bắt rễ trên cửa. Bằng cách nào đó tự nhiên đã tìm được cách vào từ cửa sổ tầng 3. Tòa nhà 411, được gọi là cửa hàng thép, vẫn đứng đó và là một trong hai tòa nhà lớn nhất tại nhà máy đóng tàu. Ở tầng trên, một chiếc ghế vẫn còn trong một khu vực gác xếp. Trong không gian này, kỹ thuật viên tạo ra những tấm thép nhằm thay thế những tấm thép bị hỏng của các tàu chiến. Ở tầng trệt, đội công nhân đẫm mồ hôi, đúc khuôn và hàn tấm lớp lớn phù hợp cho những con tàu bị hư hỏng. Một trong những bệnh nhân của Hunter's Point là chiếc tàu USS Intrepid đã trúng một ngư lôi tại Micronesia năm 1944. Ngày nay, đó là cửa hàng thép cần được quan tâm. Vài lời nhắc nhở người lao động bận rộn vẫn còn trên sàn nhà máy. Nhưng thời gian dường như đã dừng lại trong văn phòng đã từng một lần đầy đủ các nhà quản lý và thư ký. Khi đi sâu vào những nơi này, đôi khi họ xúc động vì đã không được đến trong nhiều năm qua. Đôi khi nó thực sự hấp dẫn khi đi ngang qua những thứ còn sót lại, chính xác như khi họ rời nơi này. Hunter's Point như là một cửa hàng chuẩn bị bất cứ điều gì mà một tàu chiến cần trước khi hướng ra chiến trường để chiến đấu. Một tàu chiến, như bạn đã biết, là một khối cực kỳ phức tạp của máy móc. Và tất cả những thứ đó đã được hoàn thiện ở những nơi như thế này. Cha của nhà báo và tác giả Canote đã viết một trong số nhiều bài báo về Hunter's Point. Làm thợ hàn, thợ tán đinh, thợ điện, kế toán, nhân viên an ninh, cha tôi đã làm tất cả. Và thậm chí là quản lý. Ông làm tất cả mọi thứ. Ông như một cái cổ áo lớn màu xanh hoặc trắng khổng lồ và phức tạp. Để làm việc, Hunter's Point đã phải hoạt động như một thành phố thu nhỏ. Đây là những ngôi nhà dành cho quân nhân và gia đình họ. Các nhà máy đóng tàu thậm chí còn có cả nhà hát, thư viện và phòng khám nha khoa riêng. Trong tuần làm việc, xe buýt chạy mỗi giờ, chở công nhân khắp nơi trong khuôn viên công trường. Và khi ai cần gì đó ăn, họ có thể đi đến tòa nhà gỗ khiêm tốn này. Chúng tôi ở đây trong hội trường lớn và khi ở thời đỉnh cao của nó đã có 17.000 công nhân ở đây và vì vậy nó là một không gian rộng lớn. Khu vực đằng kia có thể chứa được cả ngàn người. Khách hàng quen xếp hàng trong quán cà phê để có được một bữa ăn đầy đủ với khoảng $1. Một xu mua được một tách cà phê. Đèn trên cao hiện đang treo lơ lửng ngay bên trên sàn nhà, nơi các nhân viên có thể nghỉ ngơi thư giãn bên nhau. Lúc này chúng tôi đang ở trong nhà bếp và đây là mũ cho đầu bếp trước đây. Và chúng tôi thấy một số thiết bị trên đây trông giống như những gì họ đã có, chẳng hạn như một bát súp khổng lồ. Hẳn họ đã nấu súp ở đây. Các quán cà phê có thể cung cấp cho 1.200 người ăn mỗi giờ. Trong một căn phòng thay đồ ở trên quán cà phê, người lao động thay giày làm việc và mũ bảo hiểm cần thiết cho ca làm việc vất vả của họ. This decrepit appliance once washed Navy uniforms. Như chúng ta có thể nhìn thấy, tòa nhà đang trong tình trạng hư hỏng khá nhanh và nước sơn đã bong chóc.
các ống nước đang rơi xuống. Ống xả ở đây đang rơi xuống. Tòa nhà xuống cấp, các cửa sổ đã bị hỏng, khiến nước chảy vào trong. Bạn có thể thấy nước mưa trên sàn nhà. Thiên nhiên xâm chiếm không kiểm soát. Nhưng làm thế nào để nó xảy ra trong một khu vực một thời là trung tâm cần bảo vệ của Hoa Kỳ? Câu trả lời nằm trong một phần các thí nghiệm bí mật tiến hành ở đây trong cuộc chiến tranh lạnh. Những bài kiểm tra bí mật tiếp tục ám ảnh căn cứ này cho đến tận ngày nay. Ngay cả sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Hunter's Point vẫn bận rộn. Sự khởi đầu của chiến tranh lạnh mang một sứ mệnh mới cho hải quân. Chúng tôi đã thả hai quả bom nguyên tử vào đất nước Nhật Bản tại Hiroshima và Nagasaki. Khi đó chúng tôi không biết những thiệt hại do những quả bom đó gây ra, đặc biệt là đối với các tàu hải quân. Vào mùa hè năm 1946, quân đội Mỹ bắt đầu một cuộc thí nghiệm được đặt tên là Cuộc Hành quân Thập tự. 90 tàu đã được đưa đến Bikini Atoll ở Thái Bình Dương, nơi chúng đã hứng chịu hai vụ nổ hạt nhân. Các quan chức quân sự đã lựa chọn 14 tàu để tiến hành nghiên cứu thêm. Họ đưa các tàu thuyền trở lại bờ biển phía Tây đến Hoa Kỳ để nghiên cứu những ảnh hưởng tác động đối với chúng. Và một số trong số chúng đã cập cảng tại Hunter Point. Tôi nhớ khi tôi là một đứa trẻ giao báo, tôi đã thắng trong một cuộc thi thuyết phục đăng ký mua báo dài hạn. Một trong những giải thưởng là một chuyến du lịch quanh vùng vịnh. Và chúng tôi đã đi bằng hàng không mẫu hạm nhỏ này. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một hộp thịt cá mòi và bạn bật nắp lên chưa? Nó cũng giống như vậy. Phần boong tàu dành cho máy bay của hàng không mẫu hạm bị bật ra như thể từ sức mạnh của một vụ nổ hạt nhân. Công việc tháo dỡ và phân tích những con tàu bị hư hỏng dành cho hải quân tại phòng thí nghiệm phóng xạ quốc phòng mới được thành lập có trụ sở tại đây ở nhà máy đóng tàu. Hoàn thành vào năm 1947, tòa nhà 6 tầng này trở thành một trong những cơ sở xây dựng cho các thiết bị chiếu xạ. Một cần cầu gắn liền với tòa nhà đã nâng những khối lớn lên tầng trên. Những việc họ đã làm không nói ra thành lời, nhưng chúng tôi chắc chắn có thể thấy rõ. Chúng ta có thể nhìn vào kết quả. Ý tôi là ngay cả những đứa trẻ cũng nhận thấy điều đó. Hãy nhìn những gì mà quả bom nguyên tử có thể làm với chiếc tàu đó. Trời ơi, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về những ảnh hưởng nó gây ra cho những người đang làm việc trên tàu. Trong việc tìm kiếm kết quả tác dụng phụ của vũ khí hạt nhân, các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hải quân đã tiến xa hơn. Các nhà khoa học hàng hải đã thí nghiệm cho gia súc và tiếp xúc với liều bức xạ gây nguy hiểm chết người. Một số nhà quan sát tin rằng các phòng thí nghiệm quốc phòng thậm chí đã thử nghiệm trên người. Về cơ bản, chúng tôi không biết nhiều về ảnh hưởng của bức xạ và vì vậy, đây là nơi họ đã làm một số thử nghiệm đầu tiên để xem sinh vật phản ứng ra sao với bức xạ. Phòng thí nghiệm phóng xạ hải quân đóng cửa vào năm 1969. Các bộ phận của nhà máy đóng tàu hiện nay vẫn bị dừng lại vô thời hạn do ô nhiễm phóng xạ. Khi họ hoàn thành nghiên cứu các tàu, các nhà khoa học đã cọ rửa các tàu bị nhiễm xạ bằng cách phun cát
ngay tại bến tàu. Tôi nghĩ rằng lúc đó chúng tôi đã không thực sự hiểu nhiều về các chất độc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng rất nhiều thứ được đổ vào vịnh, như các bộ phận của tàu. Họ phát hiện ra Hunter Point chứa đầy các chất phóng xạ rất nguy hiểm, và bây giờ họ đang làm sạch và khử trùng nó. Vẫn còn rất nhiều quanh đây. Hải quân điều hành Hunter's Point cho đến năm 1974, khi người ta cho một công ty sửa chữa tàu thương mại thuê. Năm 1989, chính phủ đã tuyên bố nhà máy đóng tàu này là một khu vực nguy hiểm với lý do bức xạ vẫn còn. Vào đầu những năm 1990, cắt giảm chi tiêu quân sự thúc đẩy việc hải quân đóng cửa Hunter's Point. Mặc dù vịnh Bridge và San Francisco nằm ngay bên kia vịnh, Hunter's Point vẫn bị mắc kẹt trong một thời điểm khác. Hải quân đã thu hồi hoàn toàn khu vực vịnh San Francisco và kết thúc vai trò của nó trong quân sự. Tại đó có nhiều căn cứ hải quân hơn bất cứ nơi nào ở bờ biển Thái Bình Dương. Và ai đó từng nói với tôi khi họ nghĩ rằng đó là nơi được bảo vệ nhất trên thế giới với tên lửa và căn cứ quân sự. Cần có một hiệp ước hòa bình, và chúng tôi thực sự không cần tất cả các cơ sở quân sự nữa. Hunter's Point không còn là nơi như những gì vốn có. Quá trình đổ nát vẫn diễn ra và gây nên những thiệt hại khá lớn. Nhà máy đóng tàu này chắc chắn sẽ mở dần vào lịch sử. Hai địa điểm trên thế giới khác biệt về vị trí nhưng có cùng mục đích. Palestrino đại diện cho một cuộc sống thanh bình, trong khi Hunter's Point như một minh chứng của chiến tranh. Những gì vẫn còn tồn tại như một lời nhắc nhở chúng ta về những quá khứ đau thương.